Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn bộ phim về một chàng trai mắc bệnh nan y, cuối cùng hiểu được sự thú vị của động phòng hoa trúc. Tên bộ phim là Nguyện vọng vĩ đại. Nam chính là một học sinh cấp 3. Vì mắc bệnh nan y nên đã nằm liệt giường 3 tháng. Hôm đó bác sĩ thông báo cho bố mẹ nam chính, tính mạng của con họ chỉ còn chưa đến 1 năm. Nếu anh ta có tâm nguyện gì chưa thực hiện thì mau chóng thực hiện đi. Bố mẹ nghe xong đau đớn tuyệt vọng. Chuyện bố mẹ đau lòng nhất là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bố mẹ điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi tỉ mỉ con mình có nguyện vọng gì. Nhưng cho dù hai người nói bóng thế nào, nam chính vẫn chả đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Bố mẹ thực sự không hiểu con trai đang nghĩ gì, bèn đẩy anh ta đi dạo. Không ngờ lại phát hiện ánh mắt nam chính lại nhìn chằm chằm vào người đang tập thể dục buổi sáng. Ánh mắt phát ra tia sáng. Bố tưởng nam chính muốn chạy bộ, thế là ông ấy thề rằng không tiếc bất cứ giá nào giúp con trai hoàn thành nguyện vọng. Nói là làm, ngày hôm sau ông ấy bắt đầu tập thể dục. Nhờ vào tình yêu vô bờ bến của người bố, ngày nào ông ấy cũng chạy bộ lên xà còn uống trứng gà sống. Cứ như vậy có khi còn tham gia được marathon ấy chứ. Nhưng sao không làm những việc trong tầm tay nhỉ? Chi bằng quan hệ với vợ còn hơn. Cuối cùng đến cuộc thi marathon, nam chính bị cuốn lại cùng bố tham gia cuộc thi. Mà quãng đường chạy 42 km đâu dễ hoàn thành chứ. Bố cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi. Mà chiếc xe lăn, nam chính ngồi lại tiếp tục chạy ngã xuống dốc. Cho đến buổi tối tài xế đi qua mới phát hiện. Không ngờ chuyện bị đám nhà báo xấu xa quay lại. Bố mẹ ác độc bỏ rơi đứa con tàn tật báo với cơ quan chức năng. Hai người bạn của nam chính sau khi xem được tin tức, tức giận đến thăm nam chính mới phát hiện tất cả là hiểu lầm. Khi hai người học biết nam chính không sống được bao lâu nữa nên trong lòng rất khó chịu. Hai người dựa vào tình tiết trong phim, thấy căn bệnh của nam chính giống như vậy, trước khi qua đời phải đi ngắm biển. Hai người nói được làm được. Nhân lúc bố mẹ nam chính đi ngủ liền âm thầm đưa nam chính ra ngoài, vác theo xe lăn lái xe máy đi ra biển. Kế quả lại đến một bãi cát toàn rác. Nghĩ đã đến rồi thì cứ chạy ra biển chơi đã. Kết quả nước biển lạnh chết đi được. Sau đó hai người đẩy nam chính chạy bộ trên biển, kết quả đá chặn bánh xe lăn. Nam chính bị ngã sấp mặt xuống bãi cát, cuối cùng họ yên lặng ngắm biển. Kết quả trời đổ mưa to khiến cho nam chính bị cảm nặng. Trải qua mấy vụ tai nạn, nam chính ý thức được mình không sống được bao lâu nữa. Sau khi nam chính nghe mọi người nói về thực trạng thực sự của mình, anh ấy vô cùng bình tĩnh, để không còn gì hối hận trên cuộc đời. Thế là nam chính nói cho hai người bạn nguyện vọng duy nhất của mình. Nguyện anh ấy mong muốn chính là trải nghiệm động phòng hoa trúc. Thực sự chuyện nam chính muốn không phải ngày một ngày hai mà làm được. Buổi tối nam chính đi ngủ thường mơ đến việc quan hệ, quần và ga giường dính bẩn. Để mẹ không phát hiện, anh ta cố tình đi vệ sinh ra để che giấu chứng cứ. Mà người trước đấy tập thể dục sáng sớm mà anh ấy cứ nhìn, cũng là một cô gái xinh đẹp khiến anh ấy không thể rời mắt. Làm bố mẹ nghĩ anh ta muốn chạy bộ, mà nam chính lại không tiện nói ra sự thật. Bây giờ biết được tâm nguyện của nam chính, hai người bạn đâu thể trơ mắt đứng nhìn chứ. Vui vẻ đồng ý giúp nam chính thực hiện nguyện vọng vĩ đại này. Nam chính bỗng cảm động đến mức hai mắt đỏ ngầu, gương mặt hưng phấn nói cho hai người bạn kiểu con gái mà mình thích. Hai người bạn vò đầu bứt tai, đi đâu tìm được cô gái đó đây. Thế là hai người lập kế hoạch, đành cậy nhờ cô bạn học thực hiện nó. Nhưng ai mà biết bị mấy chị em đánh cho một trận. Sau đó hai người lại nghĩ ra một cách, đi thu thập các bức ảnh của các cô gái, gọi điện cho các cô gái trên ảnh để cầu xin giúp đỡ. Nhưng đối phương vừa nghe sao lại là mấy tên vắt mũi chưa sạch chứ. Quá đáng như vậy, người ta cũng có đạo đức nghề nghiệp mà. Gọi điện cho mấy cô gái trong ảnh cả tối nhưng đều thất bại. Tiếp theo hai người thất vọng đến cầu xin đại ca ở khu vực đó. Nhưng muốn làm việc thì phải có tiền. Nhìn hai người rút ra mấy tờ tiền lẻ, tức giận đến mức xé rách hết quần áo của họ. Kết quả hai người trần truộng đi trên đường khiến cô bé học sinh sợ chết khiếp. Không ngờ chuyện này lại bị cánh nhà báo đưa tin bôi xấu. Họ biến thành mấy tên khốn nạn sàm sỡ cô nữ sinh. Điều này khiến cho hai người bạn không nghĩ ra cách càng tuyệt vọng. Nhìn nam chính nằm ngủ trên giường, nghĩ đến việc anh ấy thủ dâm cũng không làm được. Thế là hai người bạn cắn răng quyết định thủ dâm giúp nam chính. Lúc hai người chuẩn bị làm chuyện đó, bố nam chính bất ngờ xuất hiện, phát hiện hành động không hay của hai người. Ôi mẹ ơi, lúc đó ai cũng ngại, ba người ngồi lặng người trên thảm cỏ. Người bố từ từ hỏi hai người đang làm cái quái gì vậy. Hai người đành phải nói ra nguyện vọng nam chính muốn trước khi chết.
Tiếp theo người bố biết được con trai đang nghĩ gì. Không phải chỉ là chút chuyện còn con sao, cứ để người bố này ra tay. Sau đó người bố và hai người bạn của nam chính lập đội đi tìm cô gái. Ba người đến vũ trường muốn bỏ tiền giúp con trai mua một cô gái. Nhưng khi họ nghe làm chuyện đó với người sắp chết thì không chịu. Ba đây không phải chỗ từ thiện nhé. Không ngờ lúc họ đi ra ngoài thì gặp ngay thầy chủ nhiệm. Thầy giáo sao lại trơ mắt nhìn mầm non của Tổ quốc lạc đường chứ. Ngày hôm sau đến lớp hai người bị thầy chủ nhiệm dạy cho một bài học. Hỏi họ đến nơi đó làm gì. Ôi mẹ ơi, thầy còn không biết ngại nói người ta sao. Thầy đến đó chẳng nhẽ là để dạy học. Cũng đúng, thầy có thể đến dạy cấu tạo cơ thể con người trong giờ sinh học. Đúng là đàn ông làm khổ đàn ông. Hai người đúng là nghĩa khí đến cuối cũng không hé ra nửa chữ. May mà cuối cùng bố nam chính xuất hiện giải vây. Nói với chủ nhiệm nguyện vọng vĩ đại của con trai mình. Chủ nhiệm sau khi nghe xong vô cùng cảm động. Xin gia nhập đội nguyện vọng vĩ đại. Và đưa họ đến đó một lần nữa. Vì thầy chủ nhiệm là khách VIP ở đây. Có công mài sắt có ngày nên kim. Cuối cùng tìm được cô gái đồng ý giúp nam chính thực hiện được nguyện vọng. Hóa ra chủ nhiệm là một tài xế chính hiệu. Tiếp theo hai cậu bạn chuẩn bị một khoản tiền cho nam chính. Một người đến công trường làm việc kiếm tiền. Người kia to gan bán đi chiếc gậy gõ FL của bố. Cuối cùng đến ngày thực hiện nguyện vọng vĩ đại của nam chính. Trước khi hành sự họ còn giúp nam chính trải chuốt lại bản thân. Động phòng hoa chúc trong trạng thái tốt nhất. Sau đó cô gái đến kết hợp tâm hồn và thể xác với nam chính. Không khí căn phòng lúc này ngày càng phóng túng. Nhịp điệu ngày càng nhanh. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vào phòng như keo như hồ khiến người ta phát thèm. Lúc hai người bạn đứng ngoài cửa nghe trộm. Người bỗng nhiên qua thăm con trai mình. Hai người vội vàng ngăn lại. Người mẹ yêu con bằng tất cả tấm lòng. Nhớ lại trước đây hai người đưa nam chính ra biển suýt chết. Không quan tâm mà xông vào. Vào thời khắc quan trọng người bố bỗng xuất hiện đấm bóp người mẹ. Sau chuyện đó cô gái giúp nam chính thực hiện nguyện vọng không thu tiền. Người bạn đuổi theo định cảm ơn. Tuổi nhỏ muốn làm việc lớn. Số tiền này có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng một lần không? Nam chính cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng. Khi hai người bạn hỏi anh ấy cảm thấy thế nào? Nam chính đỏ mặt kích động nói quá đã, quá thoải mái, quá hài lòng. Đúng là phê không chịu nổi. Mà người bố bị người mẹ tố cáo bạo hành gia đình. Nhưng vì sự tôn nghiêm của con trai, ông ấy quyết định giữ bí mật này trong lòng. Hôm đó nam chính cuối cùng cũng có được niềm vui tuyệt đỉnh của cuộc đời. Người thân bạn bè đều ở bên cạnh nói lời từ biệt cuối cùng. Nam chính trong lúc hấp hối nhớ lại tất cả những gì bố và hai người bạn làm cho mình. Mặc dù trong quá trình đó anh ấy gặp các sự cố, nhưng vẫn để lại những hồi ức tốt đẹp trong lòng anh ấy. Nam chính cứ như vậy mà ra đi. Bố nam chính đưa cho hai cậu bạn một bức ảnh. Hai người nhìn ảnh khóc không thành tiếng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong...